Mà tôi không nghĩ ngôi sao như cô mà cũng thân thiện quá. Thực ra trước khi là một ngôi sao thì tôi cũng là một diễn viên vô danh thôi. Tôi từng bị bắt nạt rất nhiều, nhưng có một người bênh vực và giúp đỡ tôi. Đó là Tứ Ca. Anh chó. Lại. Đừng làm đau bà ấy. Bà ấy là mẹ của tôi. Đắc tội với chị, đừng có hòng tồn tại. Chuyện gì chị? Anh trộm! Anh trộm kia! Đứng lại! Anh trộm! Anh trộm! Anh trộm! Anh trộm! Bến đi ta! Anh trộm kia! Tính dằn mặt mẹ mày đó hả? Con ước mình dám làm như thế. Mày... Mẹ gây chuyện ở đâu cũng được, nhưng nếu mẹ còn muốn có tiền xài thì đừng nên đến chỗ con làm việc. Mày đưa tao mấy triệu tiền xài đi, tao đi liền. Con chỉ còn em không sao. Anh kia nhiều nói chuyện với đạo diễn, em có thể em vẫn đi làm tiếp được. Chị có thể yêu cầu chị làm một chuyện gì đó cho em. Vừa làm xong rồi đó. Đi làm tiếp nha. Khoan đã, để em một xíu. Em có một anh bạn làm trong chương trình Tìm Người Thân ở trên TV. Em nghĩ là có thể anh ấy sẽ giúp được chị. Cảm ơn em. Chị có hình không? Hả? Hình của ba mẹ chị. Em có rất là nhiều người theo dõi ở trên mạng xã hội. Em sẽ đăng tin giúp chị. Có khi lại gặp được may mắn. Các làm phiền em không? Đưa đây. Chị gửi rồi đó. Mẹ em. Mẹ em sao? Đây là hình hồi trẻ của mẹ em. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Tải ngay VEON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VEON.